Mình tên là Phùng Minh Quốc, sinh năm 1992, hiện tại là đang làm việc và sinh sống tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu luôn. Anh là con út, có một anh với một chị và đã lập gia đình hết rồi. Công việc của anh là gì vậy? Hiện tại anh đang làm cho một ngân hàng thương mại cổ phần. Em mời anh giới thiệu bản thân mình luôn. Xin chào MC, xin chào bạn bên kia. Mình tên đầy đủ là Lưu Quốc Tuấn, năm nay mình 35 tuổi. Mình đang sinh sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Mình đang ở với ba mẹ và hai em trai nữa. Mình là con trưởng trong gia đình. Hiện tại là đang làm công việc gì anh? Anh đang là diễn viên tự do. Dạ, diễn viên tự do. Mình làm công việc này được bao lâu rồi ạ? Tính tới thời điểm này thì cũng được 10 năm rồi em. Wow, do là khán giả của mình có thể là họ chưa biết, nhưng mà ở đây thì chúng ta cũng có thể chia sẻ rõ luôn là xu hướng tính dục của mình là gì được không ạ? Anh là top. Còn anh? Anh là bisexual. Bisexual luôn. Nhưng mà anh kèo dưới. Anh luôn là kèo dưới hả? Dạ rồi, không biết là mình đã từng công an với gia đình trên ha? Anh đã công an với gia đình rồi. Và phản ứng của họ như thế nào? Anh biết mình như vậy là từ lúc anh còn nhỏ. Tại hồi nhỏ thì anh có những cái sở thích nghiêng về cô gái nhiều hơn. Anh thích chơi bán đồ hàng nè. Hồi nhỏ có mặc đồ con gái nữa. Nên là nó ăn từ trong máu rồi. Đó, lúc mà anh học cấp 1, cấp 2 thì anh vẫn thích con gái nha. Và tới khi học cấp 3 thì bắt đầu mới phát hiện ra là mình thích nam nhiều hơn. Nhưng mà anh vẫn giữ trong lòng là anh không có bộc lộ ra ngoài cho người ta biết. Thì hai mối tình đầu của anh là anh yêu bạn gái của anh là nữ đó. Và bắt đầu mối tình thứ ba của anh mới come out với mọi người. Anh là bisexual. Anh là bisexual. Còn anh thì sao ạ? Mình đã từng come out với gia đình chưa? Hiện tại thì anh ở với bố và chị. Thì chị có biết, nhưng mà cái chuyện đó cách đây cũng 10 năm rồi. Còn bố thì chưa. Còn người anh cả của anh thì sao? Anh cả thì chắc là biết ấy. Tại vì hồi xưa mình có quen một bạn là hay dẫn qua nhà anh cả chơi. Anh cả biết cái bạn đó kiểu hai đứa này chơi thân quá là cũng nghi ngờ. Cho nên là có thể là anh cả cũng biết. Nhưng mà mình cái việc đó nó cũng không quan trọng lắm. Tại vì anh có thể control được cái việc đó. Cho nên là không sao. Vậy là ngày hôm nay là cũng nhân dịp anh lên chương trình này là anh cũng đã come out cho tất cả mọi người biết. Rất là cảm ơn anh ngày hôm nay đến đây là đã truyền một cái động lực cho các bạn LGBT khác để có thể là lấy ra được cái can đảm mà come out với tất cả mọi người. Mình có thể chia sẻ về tình trường của mình trước đây không ạ? Anh hồi xưa thì tính giờ chắc là quen được 4 mối tình á. 4 mối tình. Sinh viên thì 2 mối, sau đại học là 2 mối tình. Mối tình đầu thì là chắc được 1 tháng. Mối tình đầu thì là chắc được 1 tháng. Trời, lần quen qua đường phải không? Làm gì có chuyện đó. Lần đầu tiên là kiểu vừa tốt nghiệp đại học luôn rồi lên Sài Gòn là kiểu còn nai vãi. Cái quen cái bạn này nói chung thích lắm. Giống như lần đầu tiên mình biết được cảm giác á, cho nên là thích lắm. Nhưng mà được 1 tháng cái xong rồi chia tay. Trời, đợt đó sống đi chết lại luôn. Nhưng mà tình đầu mà cũng vượt qua được. Thì mối tình thứ hai là năm tư đại học thì cũng chia tay là do mình quen ở Sài Gòn. Nhưng mà khuynh hướng của anh là không có thích ở Sài Gòn. Cho nên là khi mà quen bạn đó thì cũng nói là sau này tốt nghiệp đại học là anh cũng sẽ về quê anh làm. Tới bây giờ thì anh vẫn ở Bà Rịa Vũng Tàu. Đúng rồi. Anh không thích ở trong Sài Gòn. Đúng rồi. Cho nên là chia tay cũng vì khoảng cách thôi. Dạ. Mối tình thứ ba. Mối tình thứ ba, lúc mà mình rời Sài Gòn là mình ra Đà Nẵng mình công tác 8 năm lận. Rồi mình mới vô lại Vũng Tàu mình làm 2 năm. Rồi đợt đó mình về Đà Nẵng làm thì có quen một bạn làm bên công nghệ thông tin thì được 1 năm. Nói chung bạn này ghen quá, bạn này tiêu cực quá cho nên là cảm thấy không hợp. Còn mối tình lâu nhất là sau bạn đó được 4 năm á. Nhưng mà cũng chia tay vì khoảng cách luôn. Tại vì anh làm ở Đà Nẵng một thời gian anh cảm thấy công việc nó không tiến triển thì anh mới nói với bạn đó là chắc là anh vô lại quê anh làm. Cái ngày mà mình nói bạn đó kiểu như bạn đó cũng bất ngờ lắm. Tại vì cái kế hoạch của mình cũng không có nói trước. Thì như mọi năm thì trước Tết thì mình sẽ về quê. Thì bạn đó cứ nghĩ là bình thường. Thì mọi năm anh về thì anh vẫn ra. Chứ không, lần này là anh về luôn, anh không có ra nữa đâu. Không có ôm từ biệt, không có một cái gì hết luôn. Bạn đó cũng hơi buồn một chút. Nhưng mà đến bây giờ thì hai đứa vẫn nói chuyện. Tại vì bạn đó kiểu như là hay chơi game chung với anh á. Anh là một người rất là thích chơi game. Cho nên là bình thường thì cuối tuần thì hai đứa vẫn chơi game chung. Nhưng mà anh không nói chuyện với bạn đó 1 tháng nữa rồi. Là sao, quyết định một cách bất ngờ vô hay là anh đã tính trước đó rồi? Tại vì anh hay đi công tác ở Đà Nẵng. Thì trước đây 1 tháng thì anh có ra Đà Nẵng. Và anh chủ động nhắn tin bạn đó là kiểu như hẹn gặp nối lại tình xưa. Hoặc là dù sao tình cũ không rủ cũng tới. Mà bạn đó kiểu bình thường thì không sao. Chứ bạn đó nói là tối nay bạn nó bận công việc. Cái mình mới suy nghĩ trời, mình ở trong đây ra ngoài bạn cách cả 1000 cây số. Mà bạn chỉ vì cái công việc vào buổi tối tăng ca mà không gặp được. Cho nên mình cảm thấy là hơi buồn. Và thế là mình chặn bạn đó luôn. Trời anh ơi, đáng anh làm người ta buồn trước luôn á. Tính ra là anh làm người ta buồn trước luôn á. Anh vô anh không ôm ấp người ta một cái lời từ biệt gì hết trơn. Xong giờ vô đòi gặp lại ta cũng còn giận chứ.
Thôi bây giờ em hỏi về gu người yêu ạ. Xin mời anh Tuấn. Gu người yêu của anh thì anh thiên về cảm xúc nhiều hơn, chứ anh không có cái gu nhất định. Như em cũng biết là làm nghệ thuật á, anh không phải nói là anh chảnh hay gì, nhưng mà làm nghệ thuật mình tiếp xúc với những anh chị, với các bạn diễn, đa số họ đẹp rất là nhiều luôn. Đẹp kiểu nào cũng có hết, đẹp kiểu nào cũng có hết. Nên là ngày này qua ngày nấy á, anh thấy nó bình thường, nó quen rồi. Nên là cái gu của anh không có cần người yêu anh phải đẹp. Anh quan trọng là tính tình và cái cách sống, cách đối nhân xử thế, thời gian mình dành bên nhau nó như thế nào, đó là đủ rồi. Thì tuổi tác thì sao? Tuổi tác đối với anh cũng không quan trọng luôn. Đến độ tuổi này là em thấy có một cái điểm chung là mọi người đều rất dễ, thế là không quan trọng về ngoại hình nữa, mọi người hầu như là quan trọng về cái tính cách nhiều hơn. Còn anh thì sao? Anh thì chắc là nhìn bên ngoài ok một chút, nhìn bên ngoài ok một chút. Đầu tiên là cái tính cách, là hai người nó có thể có sự khác biệt nhưng mà nó phải cùng một cái chí hướng để mà đi chung. Cái thứ hai á, là kiểu anh là người hơi toxic một chút, có nghĩa là mặc dù anh là top nhưng mà nhiều khi anh rất là ghét phải năn nỉ người khác. Có nghĩa là gặp một cái vấn đề gì đó thì quan điểm của anh là chỉ nói một lần thôi, anh không có thích nhiều lời hoặc là đôi co về một cái vấn đề gì đó. Anh thích là mọi thứ phải rõ ràng. Anh không thích kiểu như vậy. Năn nỉ người khác, nhưng mà lỡ như anh sai thì sao? Sai thì mình biết mình sai thì lo mà năn nỉ đi, trừ có cái chuyện gì. Nhưng mà chỉ là có những cái vấn đề nào là hơi xích mích mâu thuẫn về cái quan điểm thì đúng mình rồi. Không muốn phải đi chân năn nỉ người khác, đúng không? Còn cái nào mà mình sai là mình sẽ sai, tự động biết rồi. À trời, nếu vậy thì cũng ok. Nhưng mà hồi nãy em nghe anh nói là cái bề ngoài phải ok một chút xíu, thì ok ở đây là sẽ phải như thế nào ạ? Để em có thể so sánh với anh Tuấn của em. Bạn đó không quá béo. Và thứ hai là người đó phải biết chăm lo cho sức khỏe của mình một chút, kiểu như vậy. Thích luyện tập thể thao. Nói chung là cũng phải vận động tay chân một chút. Rồi cho em hỏi anh Tuấn, mình có tập thể dục không anh? Có chứ em. Thì ngoài những cái lúc mà anh rảnh rỗi anh ở nhà, thì sáng anh cũng tranh thủ anh dậy sớm, anh chạy bộ nè, hít đất và bơi lội, hay là mình chơi cầu lông, đánh vợt đồ để chăm sóc sức khỏe của mình cho nó cải thiện hơn. Em bật mí luôn nha, là anh Tuấn của em á là vừa người. Không biết là khi mà mình có người yêu vậy, mình có sẵn sàng mình công khai với tất cả mọi người không anh? Tại vì trước giờ anh quen 4 người nhưng mà thực tế là anh chưa có công khai với ai hết á. Chỉ có một người mà ở ngoài Đà Nẵng là quen 4 năm thì có hay dẫn về nhà ông anh chơi, và bạn bè thì có biết cái bạn đó thôi. Anh nghĩ cái người mà anh dẫn về ra mắt gia đình phải là người cuối cùng của anh kìa. Phải là người cuối cùng của anh kìa. Cho nên là cũng rất là ngại dẫn về nếu mà mình chưa có đủ cái sự tự tin về cái người đó. Mà công dẫn về thằng này mai mốt dẫn khác, bố mẹ kêu mẹ xong rồi ngày nào mày cũng dẫn thằng này thằng nào về. Quan tiếng quá. Quá, cho nên là mình muốn cái người mà mình dẫn là kiểu như chốt kèo, chốt đơn cái bạn đó thì mình. Nhưng mà ví dụ bây giờ mình chưa dẫn về đi, nhưng mà anh đi cùng với người đó ở ngoài đường, anh có sẵn sàng thể hiện tình cảm thân mật với người đó không? Nếu mà người lạ thì anh cảm thấy bình thường. Và nếu mà chẳng hạn như mà gặp người quen á, mà cái người đó mà kiểu như không thích về cái việc mà những người thuộc giới tính thứ ba á, thì anh sẽ ngại thể hiện những hành động đó. Cho nên là cái việc mà thể hiện thì nó còn tùy vào cái hoàn cảnh nữa, chứ không phải là lúc nào thì cũng như rứa. Em mà em nghe nói là trong tình yêu á, nếu mà không cho người ta biết được nhà cửa mình sao, cha mẹ mình sao, thì có khi là sẽ khó tạo lòng tin cho đối phương. Thì anh có cảm thấy như vậy là thiệt thòi cho họ không? Thì chẳng hạn như mà có xuống Vũng Tàu chơi thì dĩ nhiên là anh cũng dẫn về nhà chơi như bạn bè thôi. Nếu mà mình cảm thấy đủ sự tin tưởng về cái người đó thì mình dẫn. Còn anh thì sao? Mình có sẵn sàng mình công khai cái người yêu của mình đến với tất cả mọi người không? Anh rất sẵn sàng luôn. Tại vì đối với anh, nếu mà khi đã quyết định yêu rồi thì nên rõ ràng nó công khai, chứ đừng có kiểu mà gian gian díu mập mờ đó. Và khi mà mình quen người ta, mình phải cho người ta một cái niềm tin và một cái vị trí để người ta biết mình ở cái vị trí nào. Thường thường hồi trước á, cái mối tình thứ ba của anh á, là nó có trường hợp như vậy nè. Là anh quen người đó, gia đình anh biết, bạn bè anh biết, trong mối quan hệ công việc anh biết, tất cả mọi người đều biết, nhưng mà đối với người đó không ai biết về anh hết, ngoài người đó ra. Tại vì người ta quen mà kiểu khép kín á, người ta không muốn cho mọi người biết mình là cái gì của người đó hết. Đó nên là khi mà mình ở bên cạnh người đó, mình cảm thấy mình bị thiệt thòi lắm, và mình có một cái sự cô đơn, mình không có là gì của người ta hết, và mình bị coi thường. Cảm giác thì mình sẽ bị lo lắng và bất an khá là nhiều. Đúng. Tại vì mình cũng không biết được là cái này nó sẽ đi về đâu. Và cái người đó anh cũng quen nha, là cùng quê với bạn này ở Vũng Tàu luôn. Ôi ghê vậy trời.
Gần dữ vậy. Bây giờ lại có duyên gặp người ở Vũng Tàu. Nên là rất là sợ. Thôi vậy anh ơi, anh thấy không? Không lẽ bây giờ hai người yêu mình cứ đi đến những nơi riêng tư để hẹn hò như là khách sạn mà không dẫn về nhà để gặp gia đình đồn sao? Chỉ có nhà thôi, còn bạn bè, đồng nghiệp hoặc là cơ quan thì đối với anh cái việc đó rất là thoải mái. Tại vì bạn của anh chơi là bạn anh biết hết rồi, biết tính của anh, biết giới tính của anh luôn. Chỉ có cái cửa ải cuối cùng là dẫn về nhà là do anh chưa có dẫn thôi. Rồi, 3, 2, 1. Hello, à quên, lớn tuổi hơn mà. Thật ra đây em kèo dưới mà. Có món quà nho nhỏ phương xa gửi tặng em. Dạ rồi, cảm ơn anh. Em cũng có món quà nhỏ tặng cho anh. Ok, tôi sẽ. Thường quá rồi, xin mời hai anh inbox ngay tại đây luôn à. Có gì đó nữa hả? Có. Lỡ mấy cái bí mật riêng tư sao chứ? Sao em thấy hai anh giống như là đã từng gặp mặt nhau rồi hay sao mà vui vẻ với nhau ngay từ lần đầu vậy luôn người ta? Không có quen không? Có phải người quen không? Không. Không luôn. Trời ơi, đang thích cái này nè. Đang thích luôn. Ờ đúng rồi á. Ủa hay vậy trời. Tuyệt vời. Thôi mà nhưng mà bây giờ em muốn anh qua anh mở giùm em được không? Chuẩn bị hơi gấp á, cho nên là anh mua quần áo. Nhưng mà anh không có biết size của đối phương. Và các bạn đã hỏi cái người tặng như thế nào anh cũng không biết luôn. Nhưng mà sau khi thấy mặt của em là anh chắc chắn là anh biết anh mua bị hố này đó. Tại vì nó quá rộng. Anh mua size mấy ạ? Size M. Nhưng mà nó kêu là cho nữ size. Size M, em mặc áo size M. Nhưng mà áo này là kiểu áo thể thao. À áo thể thao kiểu hắn bự lắm. À anh tặng là em thích rồi, cảm ơn anh. Dễ thương, quá dễ thương luôn. Bây giờ quay trở lại vấn đề chính nè. Anh có nhận ra là mình đã trả lời đúng hay sai chưa? Hình như là sai. Mình bị phạt đi anh. Cho một cái hình phạt cho ổng. Đó chính là anh sẽ nằm gập bụng. Và anh sẽ ngồi lên bụng của anh. Ủa vậy là anh được thưởng hay được phạt? Được thưởng. Thưởng, thưởng trong phạt, trong phạt có thưởng, trong thưởng có phạt. Nhanh đi. Mời anh. Em xin phép được đếm nha. Rồi cái đầu tiên đi ạ. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Trời ơi, nổi da gà, quán queo hết rồi. Dễ thương quá. Và bây giờ chúng ta sẽ đến với mini game đầu tiên để giúp cho hai anh có cơ hội được hiểu nhau nhiều hơn. Hiện tại bạn và người yêu cũ của bạn đang trong mối quan hệ gì? Chia tay à? Chia tay rồi. Là không làm bạn nữa? Không làm bạn. Nếu cả hai bạn đã có người yêu mới nhưng chưa sâu đậm lắm, sau đó người yêu cũ ghen tuông và làm đủ trò để quay lại thì khi ấy bạn sẽ làm gì? Đầu tiên là mình phải bảo vệ cái gì mình đang có thôi. Còn tất cả những cái dù là người yêu cũ hay tất cả những cái tác nhân bên ngoài mà nó có tác động tới cái cuộc tình đó thì mình sẽ là đối xử nó là như nhau. Nếu mà cái người yêu mới của mình đang quen mình và họ hiểu được cái việc đó thì đối với họ cũng rất là bình thường, không có gì phải khóc. Giống như hồi nãy anh đã chia sẻ, block, đúng không? Mình ở trong đây ra ngoài bạn cách cả 1000 cây số, mà bạn chỉ vì cái công việc vào buổi tối tăng ca mà không gặp được, cho nên mình cảm thấy là hơi buồn. Và thế là mình chặn bạn đó. Câu hỏi tiếp theo. Tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát, bạn nghĩ sao? Trong cái chuyện tiền bạc thì không thể nào mà mình quá rõ ràng, mình phân chia rạch ròi vậy được. Đó, có thể lần này là ảnh mời anh đi ăn, hoặc là lần sau là anh mời lại ảnh, hoặc là cả hai cùng mời nhau. Đó, thì nó sẽ ok hơn là mà nay người đó trả thì nó không phải gọi là cái tình yêu, tình cảm của nhau nữa. Còn anh Quốc thì sao ạ? Khi mà anh nghe cái câu tiền bạc phân minh, ái tình dứt khoát thì anh nghĩ thế nào? Anh thì khi quen thì anh cũng muốn mọi thứ nó rõ ràng. Có nghĩa là chẳng hạn như hai bạn đi chơi lên kế hoạch, lên plan hết như thế nào đó, thì dĩ nhiên là anh nghĩ là cái người đó họ cũng tự hiểu, mình không cần phải nhắc. Nhưng mà nếu mà họ cố tình không hiểu thì mình sẽ nói cho họ hiểu. Còn nếu họ đã hiểu rồi thì thôi, nó quá đơn giản. Còn trong chuyện tình cảm á, thì anh thiên về lý trí hơn một chút. Có nghĩa là dù anh có yêu một người mà cái chết đi sống lại đi chăng nữa thì anh vẫn phải lo cho bản thân anh trước. Dạ, đây là câu hỏi 18 cộng. Điều gì là quan trọng nhất với bạn trên giường? Khó nha. Đối với anh khi mà trên giường cái gì cũng quan trọng hết trơn. Anh liệt kê ra, anh liệt kê ra là gì? À, sự chủ động nè. Mà thường thường anh thích kẹo trên chủ động hơn nha. Mọi ai cũng vậy mà. Thời gian thì càng lâu thì càng tốt đi. Càng lâu thì càng tốt đi. Hương thơm thì sao anh?
tất nhiên khi mà mình làm cái chuyện đó, trước khi mình làm đó, thì mình cũng phải tắm rửa sạch sẽ này nọ, đồ xịt nước hoa đồ. Anh thích cái mùi nam tính đó, mà nó có cái sự kích thích trong đó. Rồi, xin phép hỏi anh Quốc. Trong chuyện tình cảm thì cái việc mà ở trên giường đối với anh nó việc cực kỳ quan trọng luôn á. Có nghĩa nếu mà cái việc đó không hợp thì chắc chắn là dù có tâm đầu ý hợp bên ngoài như thế nào thì cũng không bao giờ đi đến được. Tại vì em biết rồi, trong bất cứ một cái mối quan hệ nào cũng vậy thì nó phải song song. Nếu mà một cái mà nó không được thì chắc chắn là bên ngoài bằng mặt nhưng mà bên trong không bằng lòng thì rất là khó. Cho nên là nếu mà đã không thích là sẽ nói luôn. Còn anh chỉ có ngại cái là anh không thích mùi hôi miệng và đầu lâu ngày không gọi là anh cực kỳ ngại, kiểu nằm gần mà nghe mùi đó là chịu không nổi luôn á. Thì đối với anh điều gì là quan trọng nhất về cái mùi của đối phương? Kiểu nhiều khi thì anh hay làm biếng. Biếng. Chẳng hạn như nhiều khi đi làm thì mà mệt quá thì cũng làm biếng thì không ấy. Còn nếu bình thường thì với anh một bạn mà làm việc đó giỏi thì vẫn ok hơn. Kỹ năng tốt. Đó, kỹ năng. Anh đã nhấn mạnh chữ kỹ năng tốt đó. Nhiều khi họ mệt quá làm sao cho họ khỏe một cái, cứ họ mệt quá mày nằm đó thôi, tao nằm luôn mệt quá đi ngủ. Rồi, bạn thích chăm sóc người yêu như thế nào trước khi xoạc? Cái chữ này là chữ xoạc luôn. Cho anh ấy nó ăn thiệt là no nè. No sao nổi? Không, phải tẩm bổ chứ em. Thế anh? Ừ, phải tẩm bổ xong mình mới hoạt động chứ. Em tưởng no là sẽ bị chứng bụng, nặng bụng quá. Không, ăn vừa đủ thôi. Ăn uống nè, xong rồi mới đi làm về tắm rửa trước đi ha. Tắm rửa xong rồi ăn, đó rồi uống. Xong rồi mình mới vô, đó, mở nhạc romantic đồ vô. Đó, có chút nến, chút hoa hồng đồ nữa. Thôi, bữa nào mà cũng đầu tư vậy chắc chết quá. Rồi, còn anh thì sao? Anh sẽ chăm sóc người yêu thế nào trước khi soạn? Anh lại là kiểu mì ăn liền. Mì ăn liền hả? Đúng rồi, nhanh quá, quá nhanh quá nguy hiểm. Thường thì anh là thì không thích làm vậy là mở cửa vô là tới tấp luôn hả? Trời gì? Nhiều khi mà không thích người yêu của mình quá to con, quá béo, nhưng mà vẫn thích người yêu của mình ăn nhiều. Cái gì kỳ vậy? Tại vì ăn thì mới có kiểu có sức khỏe, tại vì nhiều bạn thấy gầy quá mà thấy cũng thương, cho nên là vẫn thích người yêu là cứ thoải mái trong cái việc đó, cứ thích ăn gì ăn, uống gì uống. Mini game của chúng ta đến đây là đã kết thúc rồi, và bây giờ xin mời hai anh chúng ta sẽ dùng bữa ngay tại nhà hàng Bisman Sky Restaurant and Lounge, một nơi có một không gian vô cùng riêng tư và lãng mạn, và bên cạnh đó là những món ăn ngon đảm bảo sẽ chiều lòng tất cả những vị khách khó tính nhất. Rồi, xin mời hai anh. Còn nhà anh ở đây luôn hả? Nhà em quận 6, anh quận mấy? Em ở Vũng Tàu. Nói xuống Vũng Tàu cho em. Lâu lâu em cũng hay đi quay với á. Làm diễn viên vậy còn có làm thêm gì nữa không? Tại vì hồi xưa là chia tay người yêu xong á, cái là quyết định là không có quen ai nữa, xong rồi mới đi học nghề diễn viên. Rồi sao chia tay là không đi quay nữa? Sợ người ta bỏ, sợ người ta cấm sừng. Tại vì ba mối tình em đều bị người ta bỏ. Có hay lên Sài Gòn không? Anh ít lên lắm. Hồng như có việc gì mới lên thôi. Vậy nếu mà có người yêu trên đây là sao? Hay là kêu người yêu đi xuống dưới? Thì ở đâu có gì chơi thì lên. Chịu vậy. Anh có thích con gái không? Không. Gái mà gái gì? Anh là top model luôn hả? Ừ. Nó không phải ăn hết chứ trời. Anh ăn xúc xích không? Đem đút cho anh ăn nha. Okay. Không. Anh là đạo Phật hả? Dạ, anh theo Phật. À, anh có thích ăn đồ chay không? Có. Có hay đi ăn chay không? Có chứ. Nói chung là thích đi ăn chay mà. Muốn em nấu đồ chay cho anh ăn không? Có nữa hả? Có chứ, tại vì ở nhà em cũng bán đồ chay á. Không phải em bán nữa mà là mẹ bán. Mẹ bán nên là lúc nào mà em rảnh á thì em ở nhà em phụ mẹ. Đó. Hiện tại là em đang ở với bố mẹ với là gia đình đúng không? Ừ, đúng rồi. Anh thì đang ở với bố, với lại chị ruột. Còn mẹ anh thì mất lâu rồi, muốn lắm, chắc là 5-6 năm gì. Thường á, em mà muốn bắt đầu một mối quan hệ sẽ như thế nào? Chẳng hạn như là các cái bước á, chẳng hạn như mình thích một người và mình chủ động mình tiến tới với họ luôn á. Nếu mà mình thích một người thì mình có nên chủ động với người ta không? Chứ giờ thích mà không nói sao họ biết được đúng không? Nhưng mà cũng tùy trường hợp nha. Nhưng mà riêng em á, riêng cá nhân em á thì em nghĩ là mình thích người ta nhưng mà mình cũng phải biết là người ta có thích mình hay không, rồi mình mới tìm cách để mà chủ động, và cái cách chủ động của mình phải như thế nào.
cái cách chủ động của mình giống như là mình bộc lộ ra luôn, hay là mình chủ động sau đó để cho người ta biết là mình đang thích người ta đó. Và em hay thử người ta bằng cái cách thứ hai đó. Là cách này có nghĩa là em thích người ta nhưng mà em không cho người ta biết là em đang thích người ta. Nhưng mà em sẽ tìm cách xin nhanh trước, đúng rồi, xin nhanh trước để coi người ta có thích mình hay không, để em mới dám chủ động tìm cách chủ động. Sợ chủ động xong rồi quê quá. Đúng rồi. Nhưng mà thường là em thích người ta chủ động với mình trước hơn. Dạ hả? Dạ. Anh nhìn một người mà nếu mà anh có cảm tình á, là anh sẽ nói cho họ biết là mình đang thích họ, còn họ có thích lại mình hay không á, thì để họ phản ứng. Và nếu mà bạn đó ok thì sẽ trao đổi nhiều hơn, còn nếu không ok thì thôi, vui vẻ. Cho nên với anh á, cái ấn tượng ban đầu là cái cực kỳ quan trọng. Nghĩa là nếu mà anh lần đầu mà đã thích thì chắc chắn là sẽ có lần 2, lần 3. Mà nếu mà lần đầu mà anh đã nhìn kiểu nhưng mà là không thích rồi á, là mấy lần sau anh kiểu ngại gặp lắm. Đúng rồi, em cũng vậy. Còn trong tình yêu á, nếu mà em cảm giác nếu mà không là người yêu được á thì em cũng không chấp nhận làm bạn luôn. À, sao ác vậy? Chứ em có kiểu mà nếu mà yêu không được thì làm bạn nha. Và khi mà đã không còn là gì nữa thì em cũng không muốn giữ lại những cái kỷ niệm hay giữ lại những cái gì mà liên quan đến. Em bỏ sạch luôn. Chắc là do em yêu quá sâu đậm á. Đúng rồi, trước đây em đã từng như vậy. Anh á, nếu mà chấm dứt mối quan hệ với một người á thì anh vẫn có thể duy trì mối quan hệ với người đó ngoài tình cảm được. Tại thường nếu mà anh đã quen một người á và bạn bè nó sẽ biết, và bạn anh chẳng hạn nó cũng thích họ, nếu hai mày không tới sao mày đi chơi hoặc đi nhậu gì rủ thằng đó đi theo, anh vẫn rủ vẫn bình thường. Nhưng mà do kiểu như là hai người họ có hai cái suy nghĩ khác nhau rồi thì thôi, chẳng qua là không tiếp tục được cùng nhau là vì cái lý do khách quan chứ không phải là lý do chủ quan. Nếu mà lý do chủ quan có người thứ ba hoặc là phản bội hoặc là gian díu díu á thì cái đó là mình không chấp nhận được. Nhưng mà nếu mà cái lý do hai người tìm hiểu một thời gian và cảm thấy cái xu hướng hoặc là cái khuynh hướng của họ nó bị lệch so với mình á, thì anh cảm thấy cái việc đó rất là bình thường, không nghiêm trọng hóa vấn đề. Bởi vậy mới có chuyện mà ăn ngủ với người yêu cũ được không? Được, ta vẫn gặp được, vẫn bình thường. Nhưng mà người yêu mới ghen đó. Anh liền biết. Anh có khi nào gặp một lúc vừa người yêu cũ vừa người yêu mới chưa? Chưa. Làm sao mà gặp được? Nếu mà anh thích thì anh thử đi. Không, thử đi được. Coi cảm giác nó như thế nào. Không. Tại sao? Không thử. Tại sao không thử? Không, anh đó không là điều anh thích mà tại sao anh không thử? Không. Thử hẹn một lúc vừa người yêu cũ vừa yêu mới đi. Không bao giờ. Quan trọng hóa mọi thứ là đơn giản đi, mệt quá. Sau khi mà hai anh đã dùng bữa ngay tại nhà hàng Bisman Sky thì cho phép em được hỏi là cảm nhận của mình như thế nào ạ? Có trao đổi thì cũng hiểu thêm về một số vấn đề để cho mình đưa ra cái quyết định của mình. Thì mình cảm thấy sao? Mình cảm thấy vui không ạ? Vui hay không thì chút nữa biết. Có kết quả thì sẽ anh biết. Anh thật là biết cách còn làm người ta tò mò. Bây giờ thì trước mắt thì đã thấy vui rồi đó. Còn Tuấn thì sao ạ? Thật sự thì anh khá là người vui vẻ. Có cái gu của anh, có cái mẫu anh thích trong đó. Nhưng mà hồi sau sẽ biết, hồi sau sẽ biết. Ôi, hai anh lại làm cho mọi người quá tò mò đi thôi. Mọi người đừng có tua nha, không có được tua nha. Vẫn phải ở đây nha, vẫn phải theo dõi nha. 3 2 1 Xin mời ạ. Chia sẻ của anh lúc này được không? Anh nhận thấy có một cái sự khác biệt mà hồi nãy anh có trao đổi, là đối với anh nó là cái rất là quan trọng. Đó là trong vấn đề quan hệ, anh cảm thấy anh có một cái khuynh hướng là khác so với bạn Tuấn tưởng tượng và hình dung. Cho nên là anh sợ cái vấn đề đó nó không có control và dẫn đến cái việc mà hai người bằng mặt với nhau nhưng mà bên trong thì lại
không có tốt đẹp về cái chuyện đó thì sẽ dẫn đến những cái mối quan hệ ngoài và anh không có thích cái việc đó. Thì ngay từ ban đầu thì bạn Tuấn đã nói về cái khuynh hướng và cái mong muốn của bạn về đối phương là như thế nào trong cái việc đó, thì nó lại khác hoàn toàn trong cái suy nghĩ của anh. Khá là đáng tiếc, không biết anh Tuấn là bình thường mình có rập khuôn như vậy luôn hay không, hay là mình có thể uyển chuyển thay đổi với đối phương. Thật sự thì trong cái giới này em biết rồi đó, cái tỷ lệ tình yêu nó rất là thấp, nhưng mà cái tỷ lệ tình dục thì nó khá là cao. Nhưng nói thì nói như vậy, nhưng anh cũng có thể thay đổi. Tại vì mình không thể nào mà mình bắt người ta làm theo cái ý của mình, kể cả mình cũng vậy. Và cái điều mà mình không thích á, mình cũng có thể làm, nhưng mà lâu lâu á, mình cũng có thể tạo cho người yêu của mình hay là bạn tình của mình một cái cảm giác chill. Tại vì mình phải biết take care qua lại, không thể nào mình bắt người ta làm những cái mà mình không thích và ngược lại. Nhưng lâu lâu mình cũng có thể chấp nhận làm để cho bạn tình của mình ồ thấy hôm nay tại sao mình khác như vậy, cảm giác nó khác hơn nữa, thì nó sẽ cái tình cảm ngoài cái tình yêu ra thì cái tình cảm của cái chuyện đó nó cũng mới mẻ hơn, nó cũng hấp dẫn hơn. Sau khi nghe anh Tuấn chia sẻ thì mình có suy nghĩ lại không? Tại vì anh thấy thích kiểu như là chuyện tình cảm thì nó phải rõ ràng, không ai ép ai mình phải quen một ai hết, cho nên là anh chỉ nói trên cái góc độ là quan điểm của anh là như vậy, và anh muốn là đối phương cũng hiểu bạn này rất là rõ ràng ngay từ lúc đầu như vậy. Nghĩa để ban đầu đã cảm thấy là không ok thì mình phải nói thẳng luôn, nghĩa là không được cái được phép mà tạo cho người khác cái hy vọng hoặc là như thế nào đó rồi sau đó lại ấy kêu lúc đó anh bấm vì cái ABCXYZ, điều đó không chấp nhận được. Với anh là kiểu như vậy, có thể là lúc này anh không bấm nhưng mà sau này thì nó lại là một câu chuyện khác. Nhưng nếu mình đã bấm thì mình phải có trách nhiệm với cái việc đó. Thì quan điểm của anh về cái nút bấm nó là như thế. Dạ, thì mặc dù là hai chiếc đèn ngày hôm nay không sáng, nhưng mà em thật tâm là cũng rất là mong muốn hai anh có thể trở thành những người bạn bè tốt ở ngoài đời sau khi tham gia show này. Và biết đâu sau này tình thế sẽ thay đổi thì sao. Và cũng rất là cảm ơn anh Quốc vì ngày hôm nay cũng đã lấy hết can đảm để lên chương trình và come out với tất cả mọi người. Tuy rằng là mình không có một cái kết đẹp, nhưng mà dù sao đó cũng là thể hiện cái sự can đảm của anh. Và cảm ơn hai anh ngày hôm nay cũng đã dành thời gian đến với chương trình Hẹn Ăn Trưa. Kiểu mưa thì lớn mà tình cảm của hai anh lớn hơn. Cho anh hỏi là có những cái lý do khi mình kiếm cớ để gặp người ta nó rất là ngớ ngẩn. Cái lý do ngớ ngẩn nhất là em đi xa để gặp được Huyền là gì? Bây giờ ảnh là hôm đó em với một chị bạn của em dẫn chị đó đi xuống ngay thành phố Thủ Dầu Một để chị đó đi xỏ khuyên. Xong em nói em giải bộ nói với là chị đó không biết chỗ xỏ khuyên để em dẫn chị đó đi. Thì vậy hai đi đi. Chị nói là em sổ khuyên, một hồi em nhắn tin cho bạn đó là sổ khuyên xong rồi, bây giờ em đang gần Huyền, em có thể chạy xuống gặp Huyền xíu được không? Vậy. Nhưng mà sợ đó chị, từ Thủ Dầu Một xuống em thích 45 phút nữa. Nó kêu là gần em, em nói tưởng là gần thiệt chứ. Rồi thì xuống đi chị ra, nói là trời, lên xuống là từ hơn nửa tiếng ngủ đã mất tiêu rồi trời. Nói em đang xuống này, em đang xuống này hoài luôn vậy á. Ê, kiểu mà mình nhận được một cái tình cảm vậy mình không muốn đổ cũng khó. Tại vì á, cái lúc đó là mình đang hụt hẫng, đang chơi vơi á, mà tự nhiên giống như là thật ra đây cũng gọi là một chiếc phao, nhưng mà cái chiếc phao này là chiếc phao có tình cảm sống động ở trong đó, chứ không phải là chiếc phao để mình bám rồi mình buông. Lúc mà quen, chấp nhận quen hai, đang có được gió hai một chuyện là chấp nhận quen rồi, xong rồi kiểu như em gặp người cũ, em nói người cũ anh hẹn em đi gặp một lần để nói chuyện á, anh lại đi cho nói gió hai, anh lại đi anh tăng ca nhiều khuya lắm, anh cũng tin em. Cái chuyện đó hai người đã giải quyết với nhau rồi, mình đã được rồi. Kiểu như em muốn nói chuyện một lần với người cũ em để hai người kết thúc một cách nói gõ gàng á, chứ mình đó là chưa kết thúc. Rồi có cảm thấy như thế nào về cái vấn đề đó khi mình nghe xong? Không, mình tại sao mà biết? Phát hiện ra chứ đúng không? Em cũng không, em khai. Huyền mới khai với em ở đây vài tháng, 4-5 tháng gì đó. Em thích em luôn á chị, em thích kiểu như thôi mình cứ kệ, mình thật với nhau. Nhưng mà thật ra may là Huyền đã tự khai. Đúng rồi. Nếu mà Huyền không khai thì em cũng không biết. Nhưng đúng mà rồi. Huyền tự kể vậy. Nhưng mà nhỡ có một cái lúc nào đó mà em tưởng tượng ra là tự dưng em bị phát hiện ra, thì cái cảm xúc của em lúc đấy như thế nào? Thì chắc là em phát hiện ra, em tự phát hiện ra thì chắc là em cũng giận Huyền lắm. Nhưng mà lúc mà Huyền tự kể cho em, lúc em cũng giận và phải sống với người dối mình.
Nhưng mà nếu mà bạn tự kể như vậy thì ừ. em thấy vậy nó cũng bình thường. Ta tự khai rồi, có nghĩa là người ta biết cái lỗi của người ta rồi. Vấn đề gì đó đỡ hơn là phát hiện ra nó nặng nề lắm luôn, và nó có thể làm rạn nứt một mối quan hệ luôn. Rồi khi mà bọn mình gặp nhau bao nhiêu lần thì quyết định trở thành người yêu của nhau? Khoảng 4-5 lần gì đó em kiếm cớ xuống gặp bạn. Thì trước cái hôm mà đi tỏ tình ở Aeon á, là em với bạn đi cà phê, thì bạn biết là em thích bạn rồi mà em nói. Xong cái bà này bà cũng cắt cớ lắm, bà phải muốn em tự khai cho bà là em thích bà. Xong tụi em đang nói một cái gì đó, cái là hỏi là vì em thích chị đúng không? Tôi nói có ra nói thích chị đó. Xong cái bà nói là chị biết em thích chị, vậy bây giờ em nói đi, gì chị muốn em nói gì đó. Xong rồi thì bà cứ hỏi một hồi, em nói là ví dụ như em thích chị thì sao. Cái bà nói thì cái gì thích thiệt á, thì lúc đó tụi tính bây giờ em chưa có nói chuyện mà kiểu vậy. Thì tụi em cũng nó nói là sẽ quan vấn đề đó, thì tụi em cũng thôi không nói nữa. Rồi tới cái hôm mà eo đó thì em mới chính thức nói là vậy. Nhưng mà sau khi em nói là người ta đã có người đã thích rồi thì chị thích em đi đó, thì bạn này trả lời em không biết luôn. Trời ơi, nhanh gọn luôn. Đúng rồi đó chị, cái kiểu em đi thấy người cũ em đi người khác, kiểu như em còn yêu mà lúc đó em bị tức á. Xong em nói chị là người yêu luôn. Lúc đó vậy em khóc nha, lúc đi đó vậy em khóc nghe, chắc em xin lỗi anh, nhưng mà em không xin lỗi, kiểu như em tính để thời gian thử coi cái hạn làm em yêu được không á. Tại vì quan điểm của em là thích người nhỏ tuổi hơn, thích người lớn tuổi hơn em mà. Sau một thời gian sau ấy, anh yêu em rồi, em đâu thấy là có lỗi với anh được đâu. Yêu người yêu tới giọng. Khi mà mình quen nhau đó thì khoảng tầm bao nhiêu lâu là quen nhau, ta gặp ở ngoài đời xong rồi khoảng bao nhiêu lâu quen nhau? Mình gặp lần thứ tư thứ năm là chấp nhận quen, chắc yêu nhau, quen nhau thì quen nhau luôn. Từ lúc gặp nhau tới lúc quen nhau thì chắc khoảng hơn 2 tuần thôi, tôi khoảng hơn tuần hay 2 tuần gì đó. Quen thì quen nhanh, nhưng mà khi mà hai người yêu á, là khi nào? Em gặp thì yêu từ lúc mà cái ngày đầu tiên. Còn em thì chắc tầm gần tháng em yêu. Một tháng cũng là một khoảng thời gian nhanh đó. Thì thật ra nó quan trọng là nhanh hay chậm, nghĩa là nó nhanh có nghĩa là anh đã làm rất tốt. Đúng rồi. Trong một khoảng thời gian rất ngắn. So dịu được cô này nó cũng rất là nhanh. Và cái gì này cũng có cái đầu. Cái đầu tiên. Đúng không? Đầu tiên. Đầu. Khán giả đã thắc mắc quá trời cái gì đầu tiên. Mà bạn còn cái đầu. Nụ hôn đầu tiên. Ok, thì bây giờ có thể kể xin xưa nụ hôn đầu tiên của hai bạn được không? Nụ hôn đầu tiên thấy em mà anh gái em cả. Cái hôm ấy ở đó bạn có bất khách sạn ở ngoài ngủ, tại lúc đó khuya rồi. Nhà trọ bạn này thì khoảng 10-11 giờ đóng cửa rồi. Lúc đó em đợi tới 11 giờ mấy rồi. Lý do hợp lý bộ. Quá hợp lý. Trời nó giúp em á. Trời mưa tới 11 giờ mấy, 12 giờ đóng kia. Rồi tụi em thấy lúc bước lên tụi em chạy về. Tụi em mất khách sạn ở gần đó tụi em nghỉ. Rồi thì chị đi tới luôn tới. Nhưng mà lần đầu tiên thì em không có làm gì hết. Chỉ có ôm người hôn sơ sơ thôi. Chứ không em hôn không nhau thôi. Cho em hỏi Huyền là mình mới trải qua một cái cảm giác nó rất là đau khi mà thấy người yêu của mình đi với người khác, và đến khách sạn đi thì em có thật sự là hạnh phúc khi em nhận cái hôn đầu tiên? Chưa, chưa. Chị cái cảm giác đó là lý do mà anh nói Huyền đã trải qua cảm giác đó nó khó chịu. Hôn huyện hôn đi thôi chứ thật ra em không có cảm giác. Không có cái gì bên sau này mới biết là cái người đi với người cũ của em là em của nó. Thôi nhưng mà cái đó cũng là cái duyên như để lúc sau lúc mà em gặp nó kêu em là đi gặp nó một lần để nói chuyện á. Xong rồi mới hỏi nói là những người hôm đó chị đi là người yêu chị hả? Chị nói là không, em chị. Xong đó em khóc tại chỗ luôn. Tức là em cảm giác là em yêu anh rồi nên em không thể nào mà bỏ anh để quay lại người cũ được. Người cũ cứ kêu là em suy nghĩ kỹ đi, em suy nghĩ kỹ đi, có cho chị cơ hội được không? Nếu là không, chia tay rồi thì với lại cái tánh của hai đứa em là không thể nào mà
ở bên nhau mà họ đúng rồi. Anh cảm giác nếu như mà Huyền bỏ lỡ Hà Anh á, là em sẽ không có nhận được cái tình cảm của con nữa. Anh cảm giác như vậy. Đúng rồi đó. Ừ. Tại vì anh chưa thấy một con trai nào yêu và vị tha như Hà Anh luôn. Chứ đừng có nói đến việc một con gái. Tại vì anh rất là tình cảm của Hà Anh dành cho em nhiều đi mới có thể mà bỏ Hà qua những cái được cái ích kỷ, những cái suy nghĩ nhỏ nhặt rất bình thường một con người. Ví dụ cái lỗi đi hoặc là những cái mà biết được cái sự thật đó, khi mà nói dối này nọ là những cái đó rất là khó tha thứ mà Hà Anh bỏ qua hết. Cái đó là một cái vị tha trong tình yêu đó. Và cho chị hỏi luôn nha, thì hỏi gì chị hỏi gì? Khi mà hai người làm tới luôn đó. Thì họ nãy là hôn thôi. Thì sau cái đêm đó về thì sau khoảng thời gian bao nhiêu lâu thì hai người mới bắt đầu có gắn kết. Gắn kết với nhau. Hòa hợp với nhau. Học như thế nào chị? Trời ơi. Người ta đi đường vòng thì mới đi thẳng tới vấn đề luôn. Chắc phải hôm thứ bảy là hôm đầu tiên. Chắc là thứ bảy tuần sau em lại kiếm chuyện với Tùng. Sau một tuần thì cho anh hỏi Huyền là cái lần gần gũi này đó, em đã có cái cảm giác với lại Hà như chưa? Sau một tuần sau đó hả? Đúng rồi. Một tuần sau là em có hơi thôi chứ không có là quá đậm. Nó lên chỉ là nó lên từ từ em kiếm hơi thôi. Em hiểu vấn đề tại sao anh hỏi không? Để đối với một người bình thường hay là một người bình thường như anh đi. Em thấy cái việc mà phải chinh phục một người mà họ đang cảm giác hơi hời hợt với mình á, rất là khó, nó rất là mệt. Em hiểu không? Đối với anh lúc đấy anh... Hình như chồng ấy chinh phục em kiểu này. Không, bạn này kiểu này, chinh phục cái kiểu mà người ta hời hợt cứ thời gian qua. Anh đã thấy đủ thời gian cho mình như thế. Nhưng mà Hà Anh đã làm cái điều đó một cách chỉn chu. Mà Hà Anh có một cái là cố gắng, một cái nhẫn á. Thì anh muốn là anh ở trong cái ngày đó khi mà cảm thấy là Huyền vẫn còn hồi còn em feel, em cảm nhận được cái đấy đúng không? Em biết thì em tự cảm nhận em là thế nên em biết cái vấn đề mà Huyền chưa bao giờ cảm nhận. Nhưng mà em vẫn cứ em tin là em có thể làm Huyền quên được Huyền cũ và có nản gian người ta có lòng tin mà ta có lòng tin những cái điều đó. Thì sau khi mà hai người mà đã có tình cảm với nhau rồi chớm nhỏ rồi đó thì khoảng bao lâu thì hai người dọn về sống chung? Không còn chạy tới chạy lui nữa. Lúc đó Huyền với đang ở với ba mẹ Huyền. Em thì đang ở với anh chị hai em. Thì sau khi quen Huyền thì em đi miết à. Xong rồi em với hai em gây nhau vấn đề là em cứ đi chơi xong rồi đi qua đêm ở dưới đây đó. Rồi em với hai em cãi nhau, em mới không sống chung với hai nữa, em gây anh giọng ra ở nghiêng. Là lúc đó là sống là ở trên này đã sống chung với anh là tại vì anh đi làm trên này luôn. Dạ. Thì em mới dọn ra ở đi khoảng một tháng sau. Thì chưa mà. Hả? Chưa tới tháng nữa. Chưa tới tháng nữa. Trời ơi. Chưa mà, em đi về ở anh thôi mà. Thì chắc chưa được một tháng thì em với Huyền nói chuyện với ba mẹ Huyền. Nói là Huyền muốn ra ở với bạn. Em với Huyền định là kiếm cái chỗ nào đó gần gần ba mẹ Huyền để Huyền dễ tới luôn. Nhưng mà ba mẹ Huyền không cho, nói là có thể kêu em về sống chung nhưng mà không cho Huyền ra ngoài. Nhưng mà đâu thể sống chung được đâu, khó lắm, bắt đầu thì đó. Nhưng mà ban đầu em có sống chung nửa tháng á chị. Xong rồi tụi em mới dọn ra phòng riêng. Em nói với con, nói với ba mẹ Huyền là bây giờ cho con ở chung khoảng một hai tháng, ba tháng gì đó, khi nào mà chợ ở gần ba mẹ và dãy chợ ở chung đó có phòng thì cho tụi con dọn ra riêng. Nhưng mà anh thắc mắc là trong là em đã trải nghiệm cái quá trình ở cùng với bố mẹ của Huyền thì nó có xảy ra gì không để cho em vẫn quyết định chọn việc ở riêng? Thôi nếu mà thương cách mấy chăng nữa ở chung vẫn có chuyện không? Vẫn có chuyện để nói. Mà ba mẹ em thương hẳn lắm chị. Thương cực kỳ luôn á, không biết nhiều khi em có thấy con ruột hẳn hẳn không? thương thật sự thương, nhưng mà vẫn có một cái áp lực vô hình. Khi mà ở là vẫn có cái chuyện xảy ra. Thật ra nó phải là câu chuyện xảy ra đâu mẹ. Nó là một cái áp lực vô hình nào đó mà xuất hiện ở một trong hai bạn này. Tức là khi mà bố mẹ thương quá thì mình suy nghĩ cái việc đáp lại. Và mình không biết phải đáp lại như thế nào. Và mình sẽ cảm giác là lúc nào mình cũng sẽ phải sống làm sao cho phù hợp với tình thương đó. Đâm ra mình bị áp lực quá trời. Chứ thật ra không phải, có chuyện gì xảy ra đâu. Tùy. Dạ. Nói tới xích mích thì không có gì đó. Không có gì. Thì
thì em chỉ bị tự áp lực thôi, kiểu mình về mình sống giống như là làm con làm rể á, kiểu vậy. Em bị áp lực, tự em áp lực thôi, mà em biết cái nào nên cái nào không nên. Đúng, anh hiểu cảm giác của em, tại vì có được anh có quen cha bố mẹ và cha thương anh khủng khiếp, thương đến nỗi mà anh bảo là anh chỉ được ngồi không, anh không làm gì hết. À, từ đó anh hết, mỗi lần về gặp hai bác anh hết rất nặng nề luôn. Hai bác thương quá rồi, mình phải làm sao rồi, sao rồi mình nhích người một cái là hai bác hài lòng không hay là đó là như vậy đó. Thì thôi bây giờ mình nói về chuyện của từng bạn nha. Ví dụ như là bạn trước đi, là cái lúc mà tuổi thơ của bạn á, khi mà bạn phát hiện ra là mình là một cộng đồng LGBT là lúc nào nữa? Năm lớp 8 em. Trước đó con nít mà em cũng không biết gì hết. Lớp 8 thì có một cái cô giáo viên dạy môn vật lý bước vô lớp em thì làm thực tập sinh, cô đó làm thực tập. Cô còn trẻ. Giáo viên thực tập là những người giáo viên mân mà. Trời. Thì cũng mân mẫn thiệt. Thì ban đầu em thấy cô đó xinh gái dễ thương thì chứ tưởng là cô trò mới nhau bình thường, thì em cũng không nghĩ gì nhiều. Rồi từ từ em thấy em có cái gì đó khác với mọi giáo viên khác, nó kỳ lạ lắm, em không biết nói cái đó sao với cô nữa. Rồi em chỉ biết là kiếm chuyện để gặp cô nhiều hơn, kiểu thấy bà đi hành lang bên kia xong kiếm chuyện là chạy tút. Cái trường có hai dãy hai bên đó chị. Thấy cô đi ra bên kia chị nhanh quá, từ bên đây chạy bên kia kiếm chuyện đi ngang mặt thì thôi. Rồi có bao giờ em pha trò hay em làm gì đó để cô kiểu chú ý đến mình không? Tất nhiên. Ồ, bạn này mạnh mẽ. Đúng, không phải ăn. Đúng rồi, bạn này rất là cây đảm đó. Thích gì là tấn công nhiều. Đúng rồi, bạn tấn công nhiều. Em tự cảm thấy em có cái đó luôn á. Thích cái gì là phải có một người có kiểu cái lòng đó nói chuyện. Em sẽ bảo hiểm và chăm chú nghe. Mình bảo phải nghe chứ, mình bảo biết được chứ. Mình cái câu chuyện đó chưa nghe bao giờ luôn á. Hình như thì cũng chưa nghe bao giờ. Rồi kể đi, cô em kiếm chuyện là cái hôm đó là 20 tháng 10, em có viết giấy, viết tâm thư, vô tình viết được tâm thư hết cái nỗi lòng của em. Vô tình. Vô tình chỉ là vô tình không, chắc là kiểu như là định là 20 tháng 10 chúc cô vui vẻ thôi, nhưng mà không kìm được giết cơ rồi. 20 tháng 10 chúc cô vui vẻ bên cạnh em. định viết là happy chứ còn cái chữ to to trên thôi. Đúng rồi, vô tình viết được những dòng nhỏ ở dưới, nhỏ ở dưới thôi, cũng không biết gì nhiều. Viết là em thấy em có gì đó đặc biệt với cô. Nhưng mà cô có cảm nhận được không? Cô cảm nhận được. Có. Lúc đó là có hai người đã có chắc giao tiếp nhiều hơn. Dạ, giao tiếp nhiều ở trên lớp thôi. Vậy không? Thì cô cũng biết, rồi từ từ cô biết, bạn bè biết, giáo viên biết, thầy cô hiệu phó hiệu trưởng. Nhưng tại cô sao? Hiệu trưởng biết luôn hả? Tại sao cái tình cảm của em lại lan rộng như vậy, là do em tự lan rộng nó hay nó bị lan rộng bởi người khác? Tại vì lúc đó cái chuyện này nó khá là hiếm có, như vậy thì rất là kỳ cục với đối với mọi người.